đến hồi nào vậy? Mới đến. Em gọi điện thoại thì được biết anh đang thi hành một phi vụ. Em vô luôn đây đợi anh. Có điện tín từ Quế đánh vào. Có chuyện gì vậy anh? Ba và chú anh đã bị bắt. Anh thấy trong người thế nào? Bình thường. Đáng lẽ tôi trở lại làm việc được rồi, nhưng bác sĩ Đệ bắt buộc tôi lên đây dưỡng sức một tuần. Cả ông bác sĩ thì bao giờ cũng vậy. Anh Luân này, tôi có cảm giác là đã đến lúc chúng ta chọn người đối thoại. Với ai? Nguyễn Tôn Hoàng, Thích Tâm Châu, Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên hay cựu quan báo đài? Tôi nói nghiêm chỉnh với đối thủ khó chơi nhất, luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tôi đã suy tính kỹ. Đối thoại trong lúc chúng ta còn đủ yên cương, với mặt trận giải phóng hoặc trực tiếp về Hà Nội. Tôi không phản đối sáng kiến lớn của anh, nhưng theo tôi, hình như quyết định của anh đến hơi trễ. Trễ trên hai nghĩa. Người mà anh muốn đối thoại, e rằng họ không công nhận tư cách đối thoại của chúng ta. Hai là để Tam Nhân có chịu cho anh chơi kỳ đàn thứ nhất không. Sự thể hiện lần lần nghiêng về hướng người Mỹ và Việt Cộng giành hết mặt bằng của sân khấu. Không, tôi sẽ không bao giờ chịu số phận của kẻ lấp ló bên cạnh gà. Thương lượng là việc rất hệ trọng. Nếu chỉ vì bị chèn ép mà ta nảy ra ý thương lượng với mục đích đe dọa, đe dọa hay giận dỗi cũng thế thôi, thì thật là nguy hiểm. Việt Cộng không tin ta, người Mỹ thêm cớ để xa lánh ta. Có bao giờ anh nghĩ rằng giữa anh và Việt Cộng có một chỗ gần gũi? Lệnh của anh hai là phải bắt sống tên Ngân. Mày leo lên trên tìm cách thì thằng kia, để tao canh chừng thằng Ngân.
hồi nào vậy? Mới đến. Em gọi điện thoại thì được biết anh đang thi hành một phi vụ. Em vô luôn đây đợi anh. Có điện tín từ Quế đánh vào. Có chuyện gì vậy anh? Ba và chú anh đã bị bắt. Anh thấy trong người thế nào? Bình thường. Đáng lẽ tôi trở lại làm việc được rồi. Nhưng bác sĩ Đệ bắt buộc tôi lên đây dưỡng sức một tuần. Cả ông bác sĩ thì bao giờ cũng vậy. Anh Luân này, tôi có cảm giác là đã đến lúc chúng ta chọn người đối thoại. Với ai? Nguyễn Tôn Hoàng, Thích Tâm Châu, Phan Huy Quát, Trần Văn Tuyên hay Cửu Hoàng Báo Đại? Tôi nói nghiêm chỉnh với đối thủ khó chơi nhất, luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Tôi đã suy tính kỹ. Đối thoại trong lúc chúng ta còn đủ yên cương với mặt trận giải phóng hoặc trực tiếp về Hà Nội. Tôi không phản đối sáng kiến lớn của anh, nhưng theo tôi, hình như quyết định của anh đến hơi trễ. Trễ trên hai nghĩa. Người mà anh muốn đối thoại e rằng họ không công nhận tư cách đối thoại của chúng ta. Hai là để Tam Nhân có chịu cho anh chơi kỳ đàn thứ nhất không. Sự thể hiện lần lần nghiêng về hướng người Mỹ và Việt Cộng giành hết mặt bằng của sân khấu. Không, tôi sẽ không bao giờ chịu số phận của kẻ lấp ló bên cạnh gà. Thương lượng là việc rất hệ trọng. Nếu chỉ vì bị chèn ép mà ta nảy ra ý thương lượng với mục đích đe dọa, đe dọa hay giận dỗi cũng thế thôi, thì thật là nguy hiểm. Việt Cộng không tin ta, người Mỹ thêm cớ để xa lánh ta. Có bao giờ anh nghĩ rằng giữa anh và Việt Cộng có một chỗ gần gũi nào đó không? Nếu không thì đừng nói đến thương lượng. Tôi nhắc lại, hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Tôi chưa hoàn toàn đồng ý với anh. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Lỗi, anh cho tôi hỏi, chúng ta luôn đi đâu rồi? Vừa mới đi đó, chúng ta nói đi coi Phong Lan. Cảm ơn anh. Chào ông kỹ sư. Ông kỹ sư chắc bị quên tôi rồi. Trái lại, tôi nhớ rất rõ. Cô Mai, nhân viên tôi đón chăm. Hiện giờ tôi là Otis Lele của Air Việt Nam. Vậy à? Tôi có việc muốn thưa với ông kỹ sư để nhờ giúp ý kiến. Tối nay tôi có thể gặp ông kỹ sư được không? Tôi thấy không có gì trở ngại. Cô Mai muốn gặp tôi ở đâu? Ông kỹ sư chắc ở Ba Lát. 7 giờ tôi sẽ đến và đợi ông kỹ sư ở Ba. Sau đó, gian hầm chỉ còn lại chiếc đầu lâu, các bộ phận bầy nhầy và bộ xương. Sao cô biết được việc này? Chú tôi là lao công trùng cọp sở thú. Ông chứng kiến không phải một lần. Gian hầm đó nằm trong hệ thống mấy gian hầm, được gọi là P42. Cô lần sợ quá,
Chú tôi ngỏ ý xin thôi. Nhưng ông thấy đen, chắc ông kỹ sư đã nghe tiếng hai ông. Thấy đen, thấy trắng, cả hai đều là mật vụ. Ông thấy đen nói nếu muốn nghỉ việc cũng được, nhưng không phải về nhà mà vô B42. Chú tôi đành tiếp tục công việc thu dọn xương thịt, lau chùi máu mỗi ngày. Những ai bị hại theo kiểu đó? Tôi không biết rõ, nhưng tôi có một người bạn trai là phi công lái máy bay AD-6. Cha ảnh và chú ruột ảnh đều bị hại ở P-42. Cả hai đều dính líu đảng đại diệt Hà Thúc Ký. Anh bạn phi công của tôi quyết định hành động, và anh ta sẽ hành động như thế nào không khó khăn gì mà không đoán ra. Con muốn tôi có ý kiến. Ý kiến về việc gì? Theo ông, anh bạn của tôi có nên hành động không? Và nếu nên thì lúc nào tiện nhất, tức là có kết quả nhất? Trước khi trả lời cô, tôi muốn biết tại sao cô lại đem một việc tài trợ như vậy hỏi tôi. Người mà cô thừa biết có mối liên hệ như thế nào với chế độ này? Không chỉ tôi mà cả miền Nam này, không ai không biết ông là người nhà của ông Diệm, ông Nhu. Nhưng riêng tôi biết ông đã từng thực hiện nhiều việc không giống, hơn nữa trái ngược với ông Diệm. Cô theo dõi tôi kỹ quá. Không chỉ riêng tôi theo dõi ông. Cô có thể cho tôi biết cô là ai không? Cô biết tôi nhiều hơn tôi biết cô. Thật không công bằng. Tôi không thuộc về một phía nào có thể làm hại ông. Mai mất liên lạc từ bao giờ? Công tác binh vận thường đơn tuyến, dễ đứt liên lạc. Ông dẫn tôi đi quá xa rồi. Tôi đang đợi câu trả lời của ông. Tôi không thể trả lời cô. Như cô biết, anh bạn phi công của cô thuộc một gia đình Đại Việt. Chính họ hiểu hơn ai hết phải làm như thế nào và làm lúc nào. Tai mắt Đại Việt ở đâu cũng có. Vả lại, tôi không thích những vụ trả thù riêng tư. Ông vừa nói một câu không thật. Chẳng lẽ ông không tìm thấy trong những vụ trả thù đến mức nào đó sẽ mang lại hậu quả không còn riêng tư nữa? Nếu vậy, câu trả lời của tôi là cô nên cẩn thận với Đại Việt. Anh có thể xuống phố chơi, 11 giờ trở lại đón tôi. Dạ thôi, em đợi trung tá. Hẹn xuống câu cá với tôi.